lửa đang cháy bừng bừng. Đó chính là việc là chắc lẽ rất nhiều anh chị sẽ rất thích. Chỉ cái chuyện đó là vui gì, hôm nay là ngày 15 tháng 1, có một cái sự việc rất là quan trọng đang là diễn ra. Có anh chị nào biết không, nếu anh chị dân oai ngày 15 tháng 1 năm 2018 này, thì có một cái vị khách rất là đặc biệt đến tham dự cái phiên tòa này. Mọi người biết đó là ai hay không? Đó chính là vợ oai. Có một điều đó là chùm sò thấy nó cũng hơi thắc mắc gì nè tất cả các anh chị. Trong lúc oai đi bị là tạm giam hơn một năm rồi, mà bây giờ nghe mấy cái nhà dân chủ là chụp ảnh quay phim cho oai là đang mang cái bụng bầu, cho nên các anh chị thấy có gì vui nhộn không? Chồng thì hiện nay đã hơn một năm rồi đó là bị tạm giam, vợ ở nhà và mang cái bụng bầu. Mà nghe nói hình như là lúc mà quay được các cha thùng và cha nam á, kiểu là gì đi nhiều võ nhiều quay với chính quyền đó, lỡ có bị cầm đầu thì ở nhà đã có các cái gì các cha lo giúp cho gia đình con đừng có lo, cứ dạng cho vào tù ở đó đi, còn nhà gia đình của con á là các cha lo hết. Bây giờ các cha lo luôn cho vợ của ai một cha nằm, chẳng phải nói là các cha tốt với oai thì ai bây giờ thì hưởng thêm 5 năm tù ở trong bốc lịch, cộng thêm là 4 năm quản chế tại địa phương. Còn bây giờ oai là vợ của ai thì được các cha chăm sóc cho một mượn. Các anh chị thấy cái bản chất của cái đám mà dân chủ cũ với mấy cái thằng quan chức mà trong cộng ba thì căng, các anh chị thấy đối với những kẻ này nó như thế nào? Mà phải nói là đúng là cái phường dân chủ cũ thì đúng là nhưng sợ không biết phải nói sao. Các anh chị nghĩ thế sao? Suốt ngày thì tụ tập cái bè cái phái thì xúi dục thì kích động hết con chiên thì là rây rối mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật, sau đó vô tù. Vợ con cái của con chiên thì ở nhà được các cha chăm sóc chu đáo, chăm sóc cho đến cái bụng nó bự luôn. Vậy thì các anh chị nghĩ mấy cái thành phần mà chống phá đất nước này tập hợp toàn những thứ gì mà chúng ta phải gọi là gì? Những thứ cặn bã vậy không? Đinh một trạch sứ thì suốt ngày nếu em thấy là lo chuyện phận sự là Thiên Chúa tu hành dẫn dắt con chiên là làm điều ngay, mà suốt ngày chỉ hô hào cho con chiên đi làm những cái điều gì điều xấu xa đi tiện hết kích động gì thì là vi phạm pháp luật, chặn quốc lộ, lấn chiếm đất công, rồi hành hung cán bộ, bắt đầu lên miệng mồm nó thì lu loa lên là sao? Vừa nói là chính quyền đàn áp tôn giáo, chính quyền gì? Gì? Ức hiếp tôn giáo, chung là tập tục rất là nhiều lắm. Rồi suối các con chiên như là dương nhân nguyện dịch oai nè, nhiều võ nhiều qua với chính quyền để rồi sau đó bị cộng đầu rồi hả, sau đó ở nhà vợ nhà được các cha chăm nom chăm chó. Chắc bây giờ có lẽ là những ngày tháng của chứ của là mà oai thì đang ngồi ở cấm tù ở trong nhà nước, chắc sẽ được các cán bộ trong đó khuyên nhủ dạy bảo, đồng thời cho là oai thấy được cái điều nguồn gốc của mình khi làm những cái trò lắp đó. Để bây giờ thì sao? Bây giờ thì oai nó nhìn rõ được cái bộ mặt của mấy cái thằng cha sướng như cha nam cha thùng của nó,